Hey, welcome to the AA, ATL Atlanta. Atlanta is so hot. The sky, the block, the house, the street, the car, the bar, everything is a hot, 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 hot. We are now in the ATL Atlanta. Oh, so come hot, Atlanta. Many girls are so hot. The dogs also very hot. That's why we like a hot dog. Em là Thảo Lê. Anh là Thảo Trịnh. Hai thằng đều tên Thảo. Mình có duyên giống như anh em với nhau. Từ I Love Phở, nhớ không? Rồi khai trương I Love Phở 2. Anh cũng qua, bữa đó anh em mình phi một bữa quá trời luôn. Qua I Love Phở 3 cũng phi một bữa quá trời luôn. Toàn thành phố Atlanta chưa có cái tiệm nào dám phi từ sáng tới tối. Thị trưởng thành phố đến luôn. Và cái chuyện đó kể cả tụi đại hàng đó đến, ê, thằng nào có cái plan này nó crazy, nó điên dữ vậy. Anh em mình có điên không? Không có. Mình hết lòng dành cái tâm huyết. Mà có đó theo đúng giáo lý nhà Phật giáo sư, mình buông hết mình được hết. Mà ông bà mình nói là cho người ta ăn thì mình còn, mà mình ăn hết. Cho hết để rồi được hết. I Love Phở giờ này đứng vững vàng ngon lành. Hoặc là như thế nào không biết giờ này. Nếu mình không làm như vậy, chưa chắc người ta biết đến nhiều và như được ngày nay. Nếu bây giờ mình tệ mà mình không làm như vậy thì bây giờ nó sẽ tệ hơn. Mà bây giờ mình khá, nếu mình không làm gì bây giờ nó tệ hơn cái khá đó. Được ngày nay là nhờ cái kết quả mình. Giống như là mình gieo duyên nào mình gặt cái quả đó. Rồi, chẳng những vậy, trước đây như vậy, cộng đồng, anh nhớ những cái show đầu tiên, em là người đứng ra bảo trợ mà, cho 5.000, 3.000, 7.000, đủ chuyện hết. Cho nên, vấn đề đang phải vào ngày mà cái tâm của em đối với cộng đồng, đối với chùa, đối với nhà thờ. Em làm chưa chắc đã có đủ tiền để trang trải mà em vẫn cho. Cho nó nghèo luôn mà. Cho nó nghèo luôn. Cái tâm nguyện của em từ nhỏ bên Việt Nam mà cũng rất là khổ. Từ nhỏ, từ mồ côi, từ là nhỏ rồi, lúc 12 tuổi đã đi ra buôn bán cho bản thân mình rồi. Nên mình đôi lúc mình mơ ước mình khi nào mình có một cái được cái sự nghiệp mình có tiền á thì mình sẽ giúp lại những cái... Rồi. Cho nên ngày hôm nay, ngày đầu tiên anh trở lại Atlanta để chuẩn bị cho cái chương trình cung nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới về với Thiền Viện Minh Đăng Quang, về với Atlanta từ ngày 31 tháng 5 cho tới 8 tháng 6. Thì ngày 31 tháng 5 là nhằm thứ Bảy, 5 giờ chiều lễ khai mạc. Anh muốn mời em như là khách danh dự VIP, very important person, lên để nhận cái bằng tưởng niệm cảm ơn của Thiền Viện Minh Đăng Quang. Được không? Rồi, bây giờ cái đó là hôm lễ. Bây giờ đó, anh qua đây anh nói cảm ơn em vô ích thôi. Cảm ơn cái gì giờ? Ai nghe ai biết. Anh muốn giới thiệu cái I Love Phở, cái cơ sở thương mại của em, đến với người Việt ở Atlanta. Nói cái đó thừa tại vì ai cũng biết. Đối với người Việt thế giới ai cũng biết. Biết là cái kỳ là mình ăn qua cái tô phở hàng không ổ hạm. Cho nên I Love Phở ai cũng biết. Thật sự mà nói em rất là cảm ơn anh Việt Thảo rất là nhiều. Tại vì em cũng lưu bu không có dịp nào để em mời cảm ơn anh. Thật sự trong lòng em đã... Cho nên cái video ngày hôm nay, thứ nhất là anh sẽ để hình ảnh này trong chuyện bên lề để cho mọi người biết đến, có liền trên internet. Rồi sau đó đó hình ảnh này bỏ trong cái DVD của chương trình Phật Ngọc, của cái chương trình Phật Ngọc tới đây. Cái đó lưu giữ lâu rồi nha, kể cả internet liền. Dạ, để cho mọi người biết. Và anh thẳng luôn à, chứ không có vòng vo, là muốn giới thiệu I Love Phở. Đối với I Love Phở, mình có I Love Phở 1, I Love Phở 2, I Love Phở 3 luôn, đó là franchise. Và đây là cái người đầu tiên ở Atlanta là I Love Phở là đây. Cho nên franchise I Love Phở 1, 2, 3 là franchise rõ ràng nhé, là từ em mà ra. Và cũng để xác nhận được cái công thức mà từ I Love Phở là của em mà ra. Tại vì ở bên ngoài có người dám tung tin, nói rằng chẳng hạn như I Love Phở 1 là hiện giờ là do Alicia làm chủ nhân chẳng hạn. Là rồi anh đó, nhưng là em của anh, rồi anh mới cho cái công thức phở cho người ta làm. Đâu có đúng. Công thức phở là của em mà. Thành ở đây xác nhận rõ ràng nha, đây công thức phở của I Love Phở 1, 2, 3 là ở đây, chứ không phải là của này, Thảo này nè, chứ không phải Thảo này. Cho nên bất cứ một sự mạo nhận nào cho rằng
đó là công thức phở của bất cứ một ai mà đưa cho cái tiệm Milo phở là hoàn toàn sai. Đây mới là chính là người cái công thức phở vẫn giữ tới bây giờ. Đồng ý không? Cảm ơn em. Chúng tôi ở ngoài nói bậy bạ. Đó. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, bây giờ đã ăn một cái tô phở hàng không ổ hạm rồi. Báo tin em biết là anh giảm xuống 22 pound rồi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ không dám ăn cái tô phở nữa đâu. Nhưng mà bây giờ nè, tiệm mình Ai Lô Phở hiện giờ đó, hay lại muốn giới thiệu cái cơ sở nào của em cho biết. Anh sẵn sàng, đây là giới thiệu thẳng luôn. Tại vì khi giới thiệu cái cơ sở đó cho mọi người đến ủng hộ thì Thảo mới có cái cơ hội tiếp tục đặng bà phát tâm cúng dường cho chùa, hay là dâng hiến cho các nhà thờ, dạ, hay là phục vụ cho cộng đồng. Dạ thì cũng nhờ sự giúp đỡ của anh, cũng nhờ sự ủng hộ của những quý khách, cho nên em mới có ngày hôm nay, cho nên em mới nghĩ ra. Tại vì em thấy giống như cái cộng đồng Việt Nam mình không có chỗ nào để tới họp mặt để vui chơi trong những cái buổi sinh nhật hay này kia để mình tổ chức, vừa tới họp mặt vui vừa chơi bô liền tụi mình. Thì em có mở ra chỗ hai lớp bô liền. Ok. Em mới làm cho nên em cũng chưa có được hiểu biết nhiều, cho nên em càng ngày phải càng học hỏi thêm để cải tiến càng ngày càng tốt hơn, để em có được một cái chỗ vui chơi của cộng đồng Việt Nam mình. Như vậy thì một chút mình giới thiệu cái cơ sở I Love Bowling lên, được không? Dạ được. Nhá. Như vậy một chút mình sẽ qua I Love Bowling để coi cái I Love Bowling như thế nào, để cho mọi người khi đến Atlanta hay ở Atlanta đến để chơi chứ, phải không? Dạ, yeah, we have to support you. Rồi, bây giờ riêng Ai Lô Phở thì em có muốn giới thiệu gì về cơ sở Ai Lô Phở nữa không? Dạ không. Ở tiệm này có gì đặc biệt để ăn nữa không? Dạ không, dạ, nào giờ cũng có anh Việt Thảo giúp em cũng giới thiệu nhiều rồi. Ok, bây giờ giới thiệu Ai Lô Bowling. Dạ. Tôi đâu có khóa giới thiệu Ai Lô Bowling, tại vì qua Ai Lô Bowling đâu có gì ăn đâu. Dạ có. Có gì? Dạ có. Bên Ai Lô Bowling có đồ ăn nữa? Dạ có, bây giờ nhà bếp bắt đầu mở rồi. À, có gì ăn ở bệnh? Có giống như Trình Nguyên. Pizza rồi những món đồ ăn. Ok, ok. Dạ, dạ. Vậy qua bển nha. Dạ, mai mốt after midnight em cũng có bán phở bên đó luôn. Em sẽ đóng cửa bên đây là 12 giờ và em sẽ mở 24 bên đó. Có một điều đó anh nhớ hoài khi đến I Love Phở. Thì anh ăn tô phở nó có cái đặc biệt là nó có cái gầu. Dạ. Mà cái gầu đây gầu vàng. Gầu vàng. Hiếm có chỗ nào có lắm. Dạ. Bây giờ ở bên đây em còn cái gầu vàng đó không? Dạ còn. Anh muốn ăn tô phở mà có gầu vàng. Dạ, dạ. Tại vì anh đi khắp nơi á, Dallas cũng dễ đông gì đều có ăn phở hết. Nha. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh muốn ăn cái tô phở mà có gầu vàng. Dạ, dạ. Được không? Dạ được. Dạ. Ngay bây giờ. Dạ có. Nha. Ngay giờ vẫn có. Thật tình mà nói đó, phở thì ở đâu cũng là phở. Nha. Tái, đạm, gầu, dè, gân, sách, bò, giò viên. Nhưng mà cái gầu vàng khó kiếm lắm. Bây giờ tôi muốn ăn lại cái tô phở rồi, mặc dù em biết là anh đang giảm cân, nhưng mà muốn ăn lại cái tô phở gầu vàng thì cái gầu vàng nó ngon lắm. Nha, làm tô phở gầu vàng ăn nha. Dạ, dạ. Now, right now, before we go to I Love Bowling. Mình cũng có bán chợ có gầu vàng. Nếu mà em thích ăn gầu vàng, chợ anh Bình cũng vẫn vậy. Chợ mình, chợ anh Bình, chợ anh Bình Hồng Kông á. Cũng... À, chợ anh Bình ở Hồng Kông có bán gầu vàng. Dạ, dạ. Oh, vậy thì mình sẽ đến chợ Hồng Kông để mình coi cái phở, cái gầu vàng nó ra thế nào bán ở chợ Hồng Kông của anh Bình nha. Mình sẽ đến chợ Hồng Kông sau này. Bây giờ ăn tô phở có gầu vàng, có làm liền nha. Dạ, dạ. We do it now. Dạ. Vô trong bếp quay luôn được không? Dạ, quay tô phở luôn ha. Dạ. Vô đây, vô. Đây cũng là vàng rau nè. Ú cha vàng rau nè. Giá nè, húng quế nè, ngò nè, ớt nè, chanh nè, sẵn sàng hết. Dữ dội, dữ dội. Món gì đây, món gì đây? Chicken wing lemon pepper. Oh my goodness. Smell good, right? You too, smell you good. đâu một tô phở, một tô phở. Ui cha, có cái dạng hành nè, hành thịt bò. Ô đây là gầu vàng phải không? Phải đây gầu vàng không? Cái này phải gầu vàng không? Đúng rồi đó, gầu vàng. Đừng, có gì bốc có gì gấp? Cái gấp đó cho mười gấp, mười gấp. Đây gầu vàng. Ui cha. Nó khác. Chưa bỏ vô tô phở nó khác. Dạ dạ. Ha. Bỏ vô tô phở nó ngon. Mở tô phở nó mới giòn lại, nó nóng lên đúng. Dạ. Bây giờ nó chưa giòn. Hành nè, ngon. Ủa phở gầu vàng, gầu vàng. Nó gầu vàng. Tái, bò giò viên, gân,
Ui chào, wow. Đừng để nhiều quá là tại vì mình không ăn nhiều, ăn ít à. Dạ. Ủa chà, bóc liền, hành. Hành, ngó. Hành, ủa chà. Rồi. Ủa chà. Dạ, tí béo luôn, tí béo luôn. Rồi, đi ra thưởng thức liền. Ôi chào, ôi chào, 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 ra, 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 ra. Mất cộng giá vô. Rồi bây giờ húng quế luôn. Dạ yeah. Đủ rồi. Miếng ngò gai, ngò gai. Úi chà. Miếng ớt. Miếng ớt. Dạ, thêm miếng chanh luộc. Rồi xong. Bây giờ ra chỉ có cái là mình thêm tương và tương ớt. Yes. Úi chà. Dạ, tương ớt nha. Tương ăn phở. Dạ. Hết rồi. Ô, ngược đầu. Nhớ bữa hổm ngồi ở đây nè, là ăn cái tô phở hàng không ổ hạm. Bây giờ muốn làm cái tô phở hàng không ổ hạm cũng được, nhưng mà ăn hết làm uổng, phải không ạ? Nè đó, bây giờ cái gầu vàng, cái gầu vàng bây giờ nó quéo lên nè. Thấy không? Nó khác hồi nãy ha. Hồi nãy là nó chưa có nước sôi, bây giờ có nước súp vô nè. Ờ, nó giòn vậy đó. Ngon. Nóng hổi. Ủa chà. Vẫn thích ăn cái miếng gầu á. Miếng gầu, miếng gầu, gầu. Đây nè, nè, gầu nè. Gầu vàng. Xin lỗi nha. Nó ngon là phải chấp nhận thôi. Không thể nào nó ngon mà mình nói dở được. Mà cái đau khổ nhất đó là ăn không có trọn vẹn. Ăn không dám ăn hết. Mà ăn hết thì nó lâu quá. Nhiều người nói chờ ngồi thấy ăn hoài. Nhưng mà không phải vậy. Nó ngon là ngon thiệt. Cái này miếng tái không? Cảm ơn. Miếng gầu nữa nha. Còn miếng gầu nè. Ồ, miếng này có dính chút xíu gầu thôi. Ngừng. Phải ngừng thôi. Ngon cỡ nào cũng phải ngừng. Nhưng mà ăn lại để cho thấy rằng ai lô phở vẫn giữ được cái thương hiệu của ai lô phở. Và cái nước phở này, cái nước súp này là do chủ nhân của ai lô phở, cái công thức tự chế tự nấu ra nha. Ai lô phở Atlanta là franchise, một công thức một, nước phở giống hệt như nhau hết, là của ai lô phở đưa ra chứ không phải của Dịch Thảo. Ok.
lập chợ. Ngon quá. Qua. Hớp miếng nước. Ăn miếng thôi, một miếng. Hứa hẹn hơi nhiều đó nha. Đây, kiếm lại cái miếng. Gầu vàng. Miếng gầu vàng. Miếng gầu vàng. Ô chà, đây là cái miếng cuối cùng trong cái tô phở này, thành ra không có dám ăn lẹ, để từ từ ăn cái nó hết sao, từ từ. Ngon quá. Miếng thôi, xíu một. Chân đỉnh nó gọi là I can't stop eating. Tôi không thể ngừng ăn. I can't stop eating. Biết sao giờ? Dứt khoát ngừng. Thôi không kéo vô. Đủ rồi, ngon, ngon. Thật sự mà nói, một tô phở mà làm đúng cách ăn sướng. Cái ăn mà ăn đúng món, đúng lúc, đúng chỗ. Từ độ nóng cho tới cái độ tươi, hương vị. Ngon. I love phở. Gì nữa đây? Ê, biết anh đâu rồi, nhưng mà anh đang làm cái món chay của hai lớp phở, thử cho anh ăn như thế nào cho em ý kiến. Anh ăn hồi nãy ăn phở no rồi đó. Ok, không sao, không sao. Ok, thử cái gì cho em ý kiến cho theo em đi. Ok, đây là phở áp chảo chay phải không? Gì để coi cái độ giòn. Muốn biết cái phở áp chảo chay ngon hay không đó là phải thử cái độ giòn của nó trước. Phải thử cái độ giòn của cái miếng phở. Úi chà. Nóng. Đầu tiên là rất nóng. Giòn, ngon. Ăn phở non muốn chết luôn rồi mà ăn vô vẫn ngon là sao? Cái này mới quyết định được là ngon dở nè. Đồ lai ghim vừa tới. Ngon. Đậu hũ. Không được rồi, không ngừng được rồi. Phải. Anh phải ngừng nếu ăn tiếp. Hồi hết cái dĩa luôn. Thôi ngưng. Đúng không? Không phải no mà anh phải giảm cân, anh không có muốn tăng cân. Ai mà muốn giảm cân đừng có lợi I love phở. Don't come to I love phở if you want to lose your weight. Nó ngon quá, ngừng không được. Anh muốn ăn hoài à, nó ngon quá. Không ăn đâu, được chai cũng ngon. Ăn chai ngon hơn mặn. Miếng là the last one, the last one. Ngon quá. Thank you. Ngon quá, cũng được. Thôi không được, phải ngưng à. Không được không? Thôi ngưng, không ăn nữa.